Mihi animas cetera tole. Xin cho tôi các linh hồn, mọi sự khác xin cứ lấy đi. Xin chào quý vị khán giả, đặc biệt các bạn trẻ đến với chuyên mục điểm tin trong tuần của kênh truyền thông Salesian Đông Bosco với các tin chính sau. Một số thông tin về giáo hội với sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2020 của Đức Thánh Cha Francisco. Các thông tin về tu hội Salesian Đông Bosco trên thế giới và tỉnh dòng Việt Nam Suy niệm lời Chúa, lễ Chúa ba ngôi, dấu chỉ của Kitô hữu là gì? Sau đây mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết, một số thông tin về giáo hội. Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2020 Ngày 31 tháng 5 2020, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đức Thánh Cha Francisco gửi sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2020 sẽ được cử hành vào Chúa Nhật 18 tháng 10 tới đây. Chủ đề sứ điệp Vâng, này con đây, xin sai con đi. Xin mời quý vị nghe một số đoạn trích sẵn trong sứ điệp này. Con đường truyền giáo của toàn giáo hội tiếp tục được tìm thấy dưới ánh sáng trong tường thuật ơn gọi của tiên tri Isaiah. Vâng, này con đây, xin sai con đi. Đây là câu trả lời luôn luôn mới trước câu hỏi của Chúa, ta sẽ sai ai đây? Lời kêu gọi này xuất phát từ con tim của Thiên Chúa, từ lòng thương xót của người, chất vấn cả giáo hội và nhân loại trong cuộc khủng hoảng thế giới hiện nay. Lời mời gọi loan báo tin mừng, lời mời ra khỏi chính mình vì tình yêu Thiên Chúa và người lân cận được trình bày như một cơ hội để chia sẻ, phục vụ và cầu bầu. Sứ vụ mà Thiên Chúa giao phó cho mỗi người đi từ cái tôi sợ hãi và khép kín đến cái tôi được tìm thấy và đổi mới từ chính việc trao ban chính mình cho người khác. Trong hy tế thánh giá, nơi sứ vụ của Chúa Giêsu được hoàn thành, Thiên Chúa mặc khải tình yêu của người dành cho mỗi người và cho mọi người. Vì yêu thương con người, Thiên Chúa Cha đã sai con Ngài là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là vị truyền giáo của Chúa Cha, cuộc sống và sứ vụ của Chúa Giêsu hoàn toàn tuân theo ý muốn của Chúa Cha. Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào thăm đến các tín hữu ở Asera vùng Napoli. Theo lịch đã sắp xếp, Ngài sẽ đi thăm viếng nơi đây vào ngày hôm nay, nhưng chương trình đã bị đình hoãn do dịch bệnh COVID-19. Giáo hội, bí tích phổ quát tình yêu Thiên Chúa đối với thế giới, tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu trong lịch sử và sai chúng ta đi khắp mọi nơi để qua chứng tá đức tin của chúng ta và việc loan báo tin mừng. Thiên Chúa tiếp tục bày tỏ tình yêu của người và theo cách này chạm và biến đổi trái tim, tâm trí, thể xác, xã hội và văn hóa ở mọi nơi và mọi thời đại. Sứ vụ này là một đáp trả tự do và ý thức trước lời mời gọi của Chúa nhưng chúng ta chỉ có thể cảm nhận được lời kêu gọi này khi chúng ta sống một tương quan tình yêu cá nhân với Chúa Giêsu hiện diện sống động trong xã hội của người. Thiên Chúa tiếp tục tìm kiếm những người sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa để người gửi đến thế giới làm chứng cho tình yêu, ơn cứu độ của Thiên Chúa, giải thoát khỏi sự ác, tội lỗi và cái chết xin Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, ngôi sao lan báo tin mừng và đấng an ủi người sầu khổ, môn đệ truyền giáo của Chúa Giêsu tiếp tục cầu thay cho chúng ta và nâng đỡ chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco không thể bao dung với phân biệt chủng tộc nhưng cũng không chấp nhận bạo lực. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến chung trực tuyến qua các phương tiện truyền thông xã hội sáng thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2020, nói đến những cuộc biểu tình đang diễn ra tại Hoa Kỳ sau cái chết của ông George Floyd, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho ông và gia đình và nói rằng không thể bao dung với phân biệt chủng tộc nhưng cũng không chấp nhận bạo lực. Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em ở Hoa Kỳ thân mến, Tôi rất quan tâm đến tình trạng bất ổn xã hội đang diễn ra ở nước các bạn những ngày này sau cái chết bi thảm của ông George Floyd. Các bạn thân mến, chúng ta không thể bao dung hoặc nhắm mắt trước bất kỳ loại phân biệt chủng tộc hay sự loại trừ nào và giá vờ bảo vệ sự thánh thiêng của sự sống con người. Đồng thời chúng ta phải nhận ra rằng bạo lực trong đêm vừa qua là tự hủy hoại và tự gây thương tích. Chúng ta không đạt được điều gì bằng bạo lực và mất rất nhiều điều. Hôm nay tôi hiệp thông với giáo phận Sanbo và Minneapolis và giáo hội của Hoa Kỳ cầu nguyện cho linh hồn ông George Floyd và tất cả những người thiệt mạng vì sự phân biệt chủng tộc. Chúng ta cầu nguyện cho gia đình và bạn bè đang đau khổ của họ được an ủi. Và chúng ta cầu nguyện cho hòa giải dân tộc và hòa bình và chúng ta mong mỏi xin Đức Mẹ Guadalupe, mẹ của Mỹ Châu, cầu bầu cho tất cả những người làm việc vì hòa bình và công lý trên đất nước của anh chị em và trên thế giới. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và gia đình. Chúng ta hiệp thông với Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho hòa bình thế giới và cùng nhau làm lan tỏa tình yêu thương trong chính cuộc sống thường ngày của chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco tạo sân chơi mùa hè cho thiếu nhi tại Vatican. Lần đầu tiên tại Vatican, một chương trình hè dành cho thiếu nhi là con cháu của các nhân viên đang làm việc và phục vụ tại Vatican được thực hiện, một sáng kiến do Đức Thánh Cha đề nghị. Theo chương trình, từ ngày 6 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, các em thiếu nhi sẽ tham gia các hoạt động hè tại Vatican, bao gồm bơi, bóng đá, bóng rổ và những chuyến thăm các khu vườn Vatican có người hướng dẫn. Tất cả những hoạt động này được gọi là mùa hè thiếu nhi. Có khoảng 100 em tham gia các hoạt động trên, theo các nhóm tuổi từ 5 đến 7, từ 8 đến 10 và từ 11 đến 14. Cha Franco Fontana, dòng Salesian Don Bosco, linh mục tuyên úy của đội hiến binh và bảo tàng Vatican cho biết, dự án mùa hè cho thiếu nhi là sáng kiến của phủ thống đốc quốc gia thành vatican nhằm đáp ứng nhu cầu của các cha mẹ đang làm việc tại đây đây là điều chưa từng có trước đây sau nhiều tháng các gia đình phải ở nhà do đại dịch hiện nay các cha mẹ có nhu cầu giao phó con cái họ cho những nơi đáng tin cậy để các em có thể tìm lại niềm hy vọng sự nhiệt tình ngoài ra đây còn là môi trường các em sẽ được giáo dục một cách an toàn Chủ đề được chọn cho năm nay là Hạnh phúc và các mối phúc. Các tu sĩ dòng Salesian Đông Bosco sẽ lãnh trách nhiệm trong các hoạt động hè này. Cụ thể sẽ có các nhà giáo dục, các chuyên viên có kinh nghiệm về thể thao và sinh hoạt sẽ hướng dẫn các em. Cha Franco Fontana tin rằng sáng kiến này có thể tạo cho các em cơ hội tham gia sống cùng nhau và tái khám phá vẻ đẹp của đời sống cộng đoàn, kinh nghiệm sự hiện hữu của xã hội nơi mỗi người có thể cảm nhận được chào đón và học cách đón nhận người khác. Cũng theo cha Franco, ban tổ chức cũng sẽ chuẩn bị một nhà nguyện cho các em thiếu nhi, mở cửa từ 7 giờ 30 đến 18 giờ. Như thế, một chương trình chi tiết sẽ được xuyên suốt một ngày sống của các em, được phân chia theo thời gian với các hoạt động xã hội, trò chơi, thể thao và những giây phút cầu nguyện. Các thông tin về tu hội Salesian Đông Bosco Nước Ý Tu bổ lại bức tranh ghép đá trong ngôi thánh đường Đông Bosco ở Roma, lý do cho niềm hy vọng trong giai đoạn khó khăn. Bức tranh khảm đá phía sau nhà thờ của ngôi thánh đường Đông Bosco ở Roma, diễn tả thánh Soan Bosco trong vinh quang, được bao quanh bởi các thánh và các chân phước của gia đình Salesian sau khi tu bổ trong thời gian một vài tháng, đã được đưa trở lại cho các tín hữu của ngôi thánh đường, được dâng hiến cho vị thánh vùng Bia Mông, vào Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 31 tháng 5. Đức Giám Mục Phó vùng Đông Roma, Đức Thánh Cha Gian Piero Palmeri đã nhấn mạnh rằng đây đúng là một sự kiện đem lại niềm hy vọng mới trong một thời khắc đầy xúc động như thế. Tác phẩm nghệ thuật Nguy Nga gồm 15 triệu miếng đá được gắn vào bề mặt rộng 100 mét vuông, được giới thiệu trong thánh lễ ban chiều, cử hành bởi đức cha Bambieri với sự hiện diện của cha xứ, cha Roberto Colameo và bà thị trưởng Roma, Virginia Draghi. Ba Lan, chuyên chức linh mục cho năm thầy phó tế Salesian. Vào ngày 23 tháng 5, Thánh lễ truyền chức linh mục cho năm phó tế trẻ Salesian của tỉnh dòng Warsaw so đã diễn ra tại nhà thờ Salesian Thánh Soan Bosco ở Sokolo Polaski. Thánh lễ được chủ tế bởi Đức Giám mục Piotr Sozuk, Giám mục của giáo phận Rohizin, các tên linh mục là các cha, Patrick Bombiak, Akasius Sibuski, Cesare Lipka, Joseph Lisik, và Alexander Mastalek. Huấn từ tối tháng 6 của cha bề trên miền Đông Á Châu Đại Dương, yu Dư xe Nguyễn Thịnh Phước, cha cầu nguyện cho đại dịch sớm qua đi và động viên các hội viên Salêriêng cũng như các thành viên gia đình Salêriêng cùng nỗ lực làm những gì mình có thể để tái xây dựng cộng đoàn. Ngài đưa ra hai bài học từ kinh nghiệm Đông Bosco đã trải qua. Khi Cha Thánh đối diện với những khó khăn trong thời đại của Ngài, thứ nhất là ý thức về sứ mệnh của gia đình Salesian. riêng. Người trẻ là thành phần mỏng giòn nhưng cũng là tương lai của xã hội. Các em cần được nuôi dưỡng, giáo dục, đồng hành để có thể tự đảm nhận cuộc sống mình và xây dựng xã hội. Đồng Bosco và chúng ta ngày nay luôn sáng kiến tìm ra những phương pháp để vượt qua những khó khăn và phục vụ người trẻ trong mọi hoàn cảnh. Đồng Bosco có sát tín sâu xa vào tình liên đới giữa con người. Cùng với các con cái trong đại gia đình thiêng liêng của Ngài, Ngài chuẩn bị người trẻ sống tinh thần liên đới này. Trong thời gian đại dịch, chúng ta thể hiện rõ tinh thần liên đới này cha động viên chúng ta dấn thân hơn nữa để phục vụ thanh thiếu niên nơi chúng ta hiện diện. Dù có những khó khăn hạn chế về các nguồn lực, nhưng chắc chắn Thiên Chúa sẽ luôn trợ giúp chúng ta. Suy niệm lời Chúa, Chúa Nhật, Chúa Ba Ngôi, dấu chỉ của Kitô Tô Hữu là gì? Linh Mục Du Xe Nguyễn Hữu An đã có bài suy niệm các bài đọc lời Chúa, Chúa Nhật, Chúa Ba Ngôi, đăng trên trang việt info với tựa đề dấu chỉ của Kitô hữu là gì? Hôm nay giáo hội mừng màu nhiệm một chúa ba ngôi, gọi là màu nhiệm vì đó là điều vượt quá trí hiểu của loài người. Tuy không thể thấu hiểu màu nhiệm đó, nhưng nhờ Chúa Giêsu, chúng ta thấy được biểu hiện của màu nhiệm một chúa ba ngôi chính là màu nhiệm của tình yêu. Con người được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, đời sống của con người chỉ có ý nghĩa khi biết yêu thương kinh thánh mạc khải cho biết thiên chúa là tình yêu mà nếu thiên chúa là tình yêu thì tình yêu không thể hiện hữu một mình yêu là phải cho đi phải san sẻ và yêu cũng là đón nhận thánh augustino đã ví chúa cha là nguồn mạch là điểm xuất phát của tình yêu chúa con là hội tụ là điểm quy chiếu của tình yêu và Chúa Thánh Thần là sự liên lạc hai chiều, là mối dây liên kết của tình yêu. Qua phép rửa nhân danh cha, con và Thánh Thần, chúng ta trở thành nghĩa tử của Chúa Cha, em của Chúa Con và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Hợp thành giáo hội là dân thánh được hiệp nhất nhờ sự hiệp nhất giữa ba ngôi chúng ta được tạo dựng nên giống hình ảnh thiên chúa đời sống của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi biết yêu thương chúng ta chỉ được hạnh phúc khi tham dự vào tình yêu của thiên chúa ba ngôi trong gia đình cha mẹ con cái yêu thương nhau thì càng hiệp nhất nên một tình yêu là dây liên kết mọi người nên một gia đình hạnh phúc ấm êm gia đình là nơi sống và diễn tả huyền nhiệm ba ngôi rõ nét nhất dấu thánh giá là lời tuyên xưng đức tin vắn tắt nhất của người Kitô hữu là dấu chỉ phân biệt những người môn đệ của Chúa Giêsu và những người theo đạo khác lời kinh nhân danh Cha và Con và thánh thần tóm tắt đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội dấu thánh giá là một công thức ngắn gọn nhất nhưng lại đầy đủ nhất về đức tin về một Thiên Chúa Ba Ngôi như vậy cách thực tế và đơn giản nhất để tôn vinh chúa ba ngôi là chúng ta hãy làm dấu thánh giá cách sốt sắng và ý thức với tất cả lòng yêu mến và kính trọng sống màu nhiệm chúa ba ngôi là sống hiệp thông và chia sẻ là ở lại trong tình yêu mỗi ngày người kitô hữu làm dấu thánh giá nhiều lần trên thân xác nhân danh chúa cha chúa con và chúa thánh thần Ước gì mỗi người cũng biết in dấu chứa Ba Ngôi, sống tình yêu thương trong cuộc sống hàng ngày của mình. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể tiếp tục theo dõi các thông tin trên website của dòng Salesian Đông Bosco Việt Nam, dongboscoviet.info hoặc website tiếng Anh của vùng Đông Á, Châu Đại Dương, bosco.link. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục điểm tin của kênh truyền thông Salesian tuần sau.